Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Mobile và nhé Thì hôm nay về ít sản phẩm muốn giới thiệu cho anh em Anh em nào muốn mua hàng theo dõi hết clip em nhé em dùng hai số điện thoại 036860 thứ hai và 0816 năm nhé Bảo hành 3 tháng nhé Địa chỉ hàng ở thôn 5 Vân Phúc Vũ Thọ Nội nhanh nhé nhé Phan Bích Phương Nam Mobile Ok Thì hôm nay có giới thiệu cho anh em uh, uh, những sản phẩm ở đây Ví dụ hôm nay là có còn một em Xiaomi Redmi Note 12 Pro nhé Cái dòng này thì thực sự ra là rất là chạy Và không có hàng mà nhập anh em ạ, không có hàng mà nhập con này em bán 4 triệu 550 nhá Xiaomi Redmi Note 12 Pro Có ốp lưng này, có củ sạc dây sạc 67W nha anh em nhá Củ sạc dây sạc Đó, củ sạc dây sạc 67W Đây, củ sạc dây sạc 67W nhá Ốp lưng hộp sạc cáp nha anh em nhá Có que chọc sim các thứ nha anh em nhá Con này thì màn hình từ quét 120Hz 56 128GB nhá Đó, ok chưa, tôi biết giới thiệu điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G nha anh em nhé phiên bản con này là phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128 g nhá, RAM 6 cộng 2 gb ảo này. nhớ 128 gb này. Màn hình tần quét con này là màn hình 120 Hz nha anh em nhé Đây, cho anh em xem màn hình 120 Hz nhá. Tùy anh em có thể tùy chỉnh anh em dùng 60 Hz hoặc 120 Hz nha anh em nhé Đó. Nếu mà anh em đang dùng ở chỗ mà không có cám sạc ấy, mà nó hết pin ấy thì anh em chuyển sang 60 Hz và giảm độ sáng xuống và sẽ tiết kiệm tối đa còn nếu mà anh em dùng ngon mượt mà thì anh em bật 120hz nha anh em nhé không có tội gì cả tại vì con máy này có hỗ trợ tần số quét cao thì anh em dùng hỗ trợ tần số quét cao cho nó sướng đúng không anh em chả cái tội gì cả Đó còn tùy vào anh em nhé anh em nhé đấy là cái nhà sản xuất nó trang bị cho anh em anh em có thể tùy chỉnh được nhé anh em nhé em thì em toàn bật 120hz thôi bật nhiều khi em còn bật sẵn cho khách ấy. Đó, tại vì nó cho nó mượt anh em ạ <laughs> màu đen nhé anh em nhé màu đen camera con này cam sau 50 chấm này đấy ok còn duy nhất một em nhá con này em đang bán mức giá là 4 550 nhá anh em nhá 4 550 màu đen tiếp theo nữa là về những cái con này con này cũng rất là con này em đang bán thì rất là chạy nhá anh em nhá đang bán rất là chạy nhất là những anh em thợ rất thích kiểu con này đó tại vì cấu hình của nó quá ổn mà mức giá của nó quá ngon anh em nhá con này là bản 58 128 khi em đang bán là 3 triệu 850 nhưng hôm nay là về cho anh em bản 54 nhá. Bản 54 chỉ có 3 triệu 150 thôi là rẻ hơn 700 000 Giữa 54 và 58 thì anh em chị nên cân nhắc nhá. Con này viền vuông này, viền vuông nhá. Lưu mi 10 blo nhá, không phải blo cộng nhá anh em nhá. Blo cộng thì nó sẽ là viền bo tròn. Còn uh, Còn con uh, 10 blo là sẽ là viền vuông nhá anh em nhá. Tí em sẽ giới thiệu cho anh em 10 blo cộng. Đây, 10 blo cộng thì nó sẽ bo tròn như này. Đó, bo tròn như này có màu đen nữa. Đây anh em nhìn này hai con một con rất là mỏng và một con viền vuông Đó, một con viền vuông một con viền bo tròn nên cảm giác nó mỏng nhá anh em nhá và máy nó sẽ mỏng đấy anh em thấy không Đó, oh, đây là 10 pro nhá 10 pro cộng nhá còn đây là con 10 pro nhá anh em nhá 10 pro này thì giới thiệu thiết bị đây chạy chip sáp gần là 695 nhá anh em nhá 10 pro này chạy chip sáp gần là 695 5g đấy, không có dấu cộng nhá con 10 pro cộng thì sẽ có dấu cộng đấy phải giới thiệu cho anh em chi tiết nhiều khi anh em nhắn tin đấy nhắn tin thì anh em cứ nhầm con nọ nhầm con kia nhầm con nọ người con kia nên em phải giới thiệu chi tiết một chút cho anh em nhé còn những anh em nào mà chưa biết thì xem mà anh em nào biết rồi thì có thể bỏ qua một chút cho anh em nhé đây con này có dấu cộng này đó cộng là blur đấy anh em con này không có dấu cộng nhé lumia 10 pro 5g phiên bản ngoài phiên bản 4 128g hỗ trợ thêm 4g ảo nhé anh em nhé đó màn 6.72 inch pin tận 5.000 nhé anh em nhé chạy chip Snapdragon 695 này À, camera sau 108 chấm 2 chấm cam trước 16 chấm phiên bản Android 13. Thì con này hỗ trợ tần số quét màn hình 120 Hz nữa nha anh em nhá. À, hỗ trợ tần quét màn hình 120 Hz Quá ngon luôn. Đấy, tốc độ làm tươi màn hình này. 120 Hz nha anh em nhá. Anh em tùy chỉnh 120 hay 60. Anh em nào thích có lại vuông vắn thì loại này nhá có 3 triệu 150 000 thôi. 3 triệu 150 000 thôi anh em ơi. Đó, 3 triệu 150 000 nhá. Đấy, ok. 3 triệu 150 000 À, Lưu Mi 10 Pro 5G nhá Lưu Mi 10 Pro 5G đó con này thì cấu hình của nó rất ok một tầm giá có 3 triệu 150 nghìn thôi có tặng kèm sạc cáp cho anh em nhá không có hộp gì cả có tặng kèm sạc cáp cho anh em nhá còn con này là phiên bản uh, phiên bản Coca Cola này anh em phiên bản Coca Cola nó vẫn là Lưu Mi 10 Pro nhá nhưng mà phiên bản này con này con này nó hơi đặc biệt một chút con này là lưng uh, phiên bản là Coca Cola nhá anh em nhá đó ok Đấy nó vẫn thế nha anh em nhé Nó vẫn thế Ok cho Nó vẫn thế nhá Thì con này em đang bán nó Giá cao hơn 100.000 nhé Cao hơn 100.000 Đó Tại vì lưng này là lưng bản đặc biệt Nha anh em nhé Coca-Cola Cao hơn 100.000 Nó nổi bọt hơn Con này 3.250 nhé 3.250 Đó Ok 3.250 Tiếp theo nữa Giới thiệu cho anh em là Con Leo G V50S Leo G V50S Thì con này là hàng zin Đó Hàng zin nên Đời nó cũ rồi Nên nó hơi giả màn một xíu Nhưng mà con này Thì cấu hình của nó rất ngon nha anh em nhé có vân tay trong màn nha anh em nhé có vân tay trong màn đó leo di vân tay trong màn từ đời rồi anh em nhìn màn của nó hơi già một xíu màu màn rất là đẹp luôn nha anh em nhé màn rất là đẹp luôn đó, anh em nhìn thấy không màu sắc của nó rất là đẹp đó, vân tay trong màn cấu hình con này rất ok nhé. phiên bản con này là 58 bộ nhớ 256 ghi nhá anh em nhé phiên bản con này là 58 bộ nhớ 256 ghi hơi già màn một xíu anh em nhìn đây thậm chí còn không biết được đấy, anh em ạ đó con này bộ nhớ 256 ghi này 58 ghi luôn nhá à, RAM 8 g luôn đâu rồi hệ thống này bộ nhớ này rồi bộ nhớ RAM bộ nhớ RAM 8 g nha anh em nhé 7,7 g này Đấy, ok chưa <laughs> con này thì hơi già màn 2 triệu 990 nghìn nhé 2 triệu 990 nghìn leo gì V50s Jin Quy nha anh em nhé LG V50s Jin Quy ok chưa tiếp theo nữa là dành cho một con máy giá rẻ dành cho anh em đó là con Oppo A5s à, xem con này còn pin không Oppo A5s nha anh em nhá, 1 triệu 590 000 Oppo A5s 1 triệu 590 2 sim Dành cho những anh em nào mà <laughs> Thu nhập thấp hoặc là mua máy phụ nhá anh em nhá Oppo A5s 1 triệu 590 000 nhá Đó, 1 triệu 590 000 Oppo, đấy, logo Oppo sáng dần sáng dần <laughs> Có hai cây nhá anh em nhá 1 triệu 590 000 2 sim Dành cho anh em thích máy phụ nhá Hoặc là mua về dùng cho các cháu nó xem Facebook, Zalo hoặc là YouTube hoặc là các thứ đây anh em đó ok đây thiết kế của nó đây không khá là mượt nha anh em nhé khá là mượt đó. camera này cũng khá là nét nha anh em nhé đó camera này là ổn áp rồi nha anh em nhé x1 x2 các kiểu này đó. ok em đã test hết rồi nha anh em nhé 1 triệu 590 000 thôi 1 triệu 590 000 thôi còn ốp bùi F11 ốp bùi F11 thì em đang bán hai loại một loại là 4128 và một loại là 628 nhé Ốc bồi 11 một loại 428 và một loại 628. Đó, loại 628 đang bán 2550 này. Loại 428 đang bán 2350 này. Thì những con này những con này em đều cắt lỗ giảm giá cho anh em nhé Đầu bút đâu nhỉ? Ờ, à, anh em đợi em tí em ghi lại bút nhá. Ok, quay lại cho anh em còn 2550 này thì bây giờ em chỉ bán cho anh em với mức giá Oppo f 11 này thì rất là mượt nhá anh em nhá Oppo buổi 11 này thì rất là mượt Đó anh em nào đã dùng Oppo F11 thời thì biết nó rất là mượt nhá anh em nhá hai sim nhá anh em nhá Con này thì em đang bán mức giá có kèm ốp lưng này Có kèm dán màn hình này Xà cáp này Con này là 2 triệu 550 Thì bây giờ bán bao nhiêu đây Bây giờ bán giá cho anh em là 2 triệu 150 nhá 2 triệu 150 nghìn À, phiên bản 56 128 nhá, 2 triệu 150. Đó, 2 triệu 150 phiên bản 56 128 ghi nhá anh em nhá. Còn phiên bản à Còn phiên bản à, nam 4 128 này thì thì em bán 1 triệu 950 nhá anh em nhá. 1 triệu 950 000 Đó. 1 triệu 950 000 nhá anh em nhá. 1 triệu 950 000 nhá anh em nhá. Đó, 1 triệu 950 000 là phiên bản 428 Còn phiên bản 628 là 2 triệu 150 000 nhá anh em nhá ốp bộ F 11 một hai sim nhá, hai sim vật lý nha anh em nhá, hai sim vật lý có tặng kèm uh, ốp lưng nè dán màn hình này, sạc cáp này anh em. đó, ok. Tiếp theo nhá, tiếp theo nữa nếu mà anh em có trên 2 triệu con này em đang bán là hai triệu sáu năm mươi, hai triệu sáu năm mươi thì anh em sẽ có một con Xiaomi Redmi Note mười G. con này thì thực sự ra là phù hợp với cả dân uh, dân trung bình, uh, dân thu nhập trung bình và ở sông nước thì là 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 càng nên mua những con như này tại vì con này nó có kháng nước ip 68 một trong những cái rất là đắt giá nhá xiaomi redmi note 10 ở của nhật nhá GE tên gọi của nó viết tắt là japan edison nha anh em nhá GE tên gọi viết tắt của nó là japan edison đó Z và e là japan edison nha anh em nhá Đó, xiaomi redmi note 10 ge hai triệu sáu trăm nghìn máy mới Đó, con này thì bọn này bây giờ nó sản xuất nó không có sạc cho anh em đâu em có tặng kèm sạc ở ngoài nhá nó có ốp lưng này có hộp thế thôi hộp con như này thôi hộp anh em thấy nó mỏng dính này thì không có chỗ mà để sạc nó giống 14 Pro Max, 15 Pro Max thì bây giờ bọn nó cũng không sản xuất trang bị sạc nữa. Đó, nó không bán sạc cho anh em nữa, tại anh em có thể mua ngoài tại vì nhà nào cũng có nhiều sạc rồi. Ở lấy lý do bảo vệ môi trường các thứ đây anh em. Thì con Xiaomi Redmi Note 10 GE này nhá. Em đang bán với mức giá là 2 triệu 650 có 5G, có kháng nước IP68. Con này thì một sim nhé anh em nhé một sim. Màn hình con này là màn hình 90Hz nhá anh em nhá, màn hình 90Hz. Đây cho anh em xem, màn hình anh em có thể tùy chỉnh màn hình 90Hz nhá. Pin Châu nhé anh em nhé Pin 4800 mà là máy mới nhé anh em nhé Camera sau 48 chấm Quá ok rồi anh em ơi Ram 4, 64 6, là chạy con chip Snapdragon gần là 480 nhé anh em nhé Ngang những con chip đầu vậy Đó màn 6, 5 inch màn rộng Màn rộng pin Châu Đó có 5G Có kháng nước, nước IP68 Ok chưa Có màn 90Hz Có camera 48 chấm Quá ok cho anh em Mỗi tội một sim nhé anh em nhé đó, bản nhật thì nhất là nhật rồi anh em ạ rất là bền con này em bán hai triệu nhé anh em nhé 2 triệu 650 000 Đó, có màu đen có màu trắng nhá, 2 triệu 650 000 nhá anh em nhá. Có tặng kèm thêm xà cáp cho anh em nhá. Còn nếu mà anh em muốn dùng thêm e-sim thì có con này, cấu hình của nó cũng tương đương con Note 10 dễ nhưng con này dùng thêm được một e-sim nữa. Đó, một sim thường, một e-sim nhá. Oppo A55s nhá, một sim thường, một e-sim, cũng là máy Nhật, cũng là RAM 4 bộ 64 và chạy con chip xa gần 480. Nhưng con này là <laughs> Con này pin cho hơn một chút nhá. Con này pin 5.000 nhá. Con này pin 5.000 và có 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 gì nhỉ có thêm một e sim đó có nghĩa là dùng được hai sim một sim thường một e sim oppo a 55 s nhá cũng tần số quét màn hình một màn hình con này tần quét là 90 mươi h anh em nhé đó màn hình con này tần số quét màn hình 90 mươi h cũng màn hình 90 mươi h nhá thì con này <laughs> thiết kế con này là cam nó ở góc này đó. đó, thiết kế con này cam ở giữa thiết kế con này cam ở giữa nhưng em thì em lại thích cam ở góc hơn đó, tại vì cam ở góc này anh em ít sử dụng hơn kể cả anh em xem phim em xem phim anh em cũng xem ở đây nhiều hơn là xem ở góc này đúng không đó thiết kế con này thì bo tròn mỏng hơn OPPO a năm s nhá con này thì là máy trần nhá anh em nhá máy trần có tặng kèm sạc cáp cho anh em thôi đó không có phụ kiện gì thêm nhá không có hộp bụng gì cả con này là máy trần nhá anh em nhá 2 triệu tám trăm chín mươi nghìn hai triệu tám trăm nghìn nhá anh em nhá màu xanh rất là đẹp xanh này rất đẹp luôn anh em ạ đó xanh rất đẹp ok anh em mua hàng có thể nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile nhé Hoặc Zalo hai số điện thoại 0368 và 0816425345 nhé anh em nhé Đây hôm nay về thêm cho anh em rất nhiều lưu mi 10S nhé Lưu 10S này thì con này uh, Con này nó có cái là được bộ nhớ 256GB 256 g một con máy hơn 3 triệu nha anh em nhé Đây cho anh em xem Thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em nhé Thiết kế rất là đẹp Đó, Vuông À, anh em thích vuông thì thích thiết kế này đấy flat thì uh, chỗ này nó bằng phẳng đấy cam lang lồi lên nha anh em nhé à, lưu mi 10s đây giới thiệu giới thiệu thiết bị lưu mi 10s nha anh em nhé con này thì phiên bản của nó là 58 bộ nhớ 256 gb chạy một chip dimensity 810 octa nha anh em nhé đó ok chưa màn hình thì xem màn hình con này là màn hình bao nhiêu Hz đây màn hình và độ sáng tốc độ làm tươi màn hình màn hình con này màn hình 90h nha anh em nhé màn hình 90h đó có thằng kèm hộp ốp sạc cáp cho anh em thì con này bán là cho anh em là bán là 3 triệu 850 nghìn nha anh em nhé 3 triệu 850 nghìn đó 3 triệu 850 nghìn ok đây. anh em uh, mua thì có cả màu xanh nhỉ anh em mua có cả màu xanh nhé màu đen và màu xanh nhé 3 triệu 850 nhé anh em nhé em dán đây nếu mà nhân viên không biết thì anh em có thể báo nhân viên nhé 3 triệu 850 đó, phiên bản 8 một rưỡi nhá, còn phiên bản thấp hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Tất nhiên là như vậy rồi nhá. Đây. Đây con này màu xanh. Con này thì nó cứ anh 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 em ạ. À. Đó, nó cứ anh 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 anh, cứ anh, anh Có hộp này, ốp lưng sạc cáp các thứ tặng kèm cho anh em nhá. Ốp lưng sạc cáp. Sạc cáp con này tặng kèm cho anh em sạc cáp đây nhá. Đó, sạc cáp đây. Tặng kèm cho anh em. Hộp ốp lưng sạc cáp nhá, Ủa, ốp lưng trong này. 3.850.000đ nhá anh em nhá. Liêu Mi 10S đó màu đen màu xanh đều đẹp màu đen nó cũng anh anh anh, anh em ạ à. màu đen nó cũng anh 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 đó anh, anh 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 ok chưa tiếp theo nữa là giới thiệu cho anh em là còn duy nhất một cây này cây này là Mi GT, Neo 5 nhá. Mi GT 5 nhá Mi GT 55 cấu hình khủng hơn cả S22 Ultra một giá của nó chỉ bằng một nửa thôi anh em ơi đó con này là của Liu đó, thương hiệu của nó không thể bằng Samsung được nói gì thì nói đó, cấu hình của nó rất là khủng nhá RAM 16GB cộng thêm con này là 12 kg ảo nhá. Đó, anh em có thể mở rộng thêm 12 kg ảo nhá. Đó, khi anh em mở rộng thêm này thì thoát ra thì nó sẽ đòi 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 khởi động lại nhá. Đó, nên em không không ấy. Đó, ok, 10 thêm 12 kg ảo. Ok chưa? Và con này bộ nhớ tận 256 GB, bộ nhớ 256 GB nhá. Hỗ trợ sạc gần đến 240 W. Tại sao ở đây nó ghi là Lumia GT3? Tại vì con này là Lumia GT55 nhưng mà chạy ROM Lumia GT3 để săn thêm Việt xếp Play các thứ để anh em dùng nhé anh em nhé Máy thì đây, Đấy, hộp bảo vệ môi trường đây. Con này thì không có phụ kiện gì tặng kèm cho anh em cả, chỉ có tặng kèm sạc thường cho anh em thôi. RAM 16 cũng 256 gb này, e IMEI này, điện sản xuất này, điện sản xuất là 11 tháng 5 2023 này. Đó, sản xuất 11 tháng 5 2023 nhá, Lumi Neo 5 nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Đó, phiên bản bảo vệ môi trường này. Đấy, ok chưa? Giá bán là 7 triệu 950 nghìn nhé. 7 triệu 950 nghìn. Hỗ trợ sạc là đến 240W. Và đặc biệt nữa. Đặc biệt nữa. Đó, anh em nhìn đây, thông số của nó này, 6,74 inch màn hình nhá, rất là rộng. Đó, RAM 16, con chip 25, 256 GB chạy con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 nhá. Con chip quá khủng luôn. Đó. Cam trước là 16 chấm, cam sau là 50.8 chấm, chấm và 2 chấm nha anh em nhá. Con này hỗ trợ màn hình lên đến 144 Hz nha anh em nhá, màn hình 144 Hz. Thực sự ra không phải con máy nào nó cũng có màn hình 144 Hz đâu anh em ạ. Đấy, có thể cho anh em xem đây nhá. Đây, hỗ trợ màn hình 144 Hz nha anh em nhé không phải con máy nào cũng hỗ trợ được màn hình 144 Hz đâu anh em ạ không phải con máy nào nó cũng hỗ trợ sạc lên đến 240 W đâu anh em ạ đó anh em phải biết là con này nó khủng đến cỡ nào nó khủng đến cỡ nào anh em mở giá rất là rẻ chỉ có 7 triệu 950 nghìn thôi nhưng con này mà của thương hiệu Samsung thì nó khoảng tầm độ là 12 đến 13 triệu là chuyện quá bình thường nha anh em nhé Ở 12 13 triệu là chuyện quá bình thường con này thì có vân tay trong màn nha anh em nhé Có vân tay trong màn Màn con này thì rất là đẹp Màn 6774 inch Màn AMOLED 1 tỷ màu Ok chưa Duy nhất một cây Con này em đang bán là 7 triệu 950 Ok Anh em mua hàng có thể nhắn tin vào Zalo hai số thoại ở trên màn hình kia nhá anh em nhá Đó hoặc nhắn tin vào fanpage phương Mobile nhá Tiếp theo nữa thì giới thiệu cho anh em là về thêm cho anh em Lưu Mi 10 Pro Cộng Một trong những con máy mà thiết kế rất là đẹp Đấy đây là màu vàng mà vàng nó ánh ánh nhánh thế như này nó sẽ bám vân tay. Nếu anh em không rú ốp nó sẽ bám vân tay này hơn nhá anh em nhé Còn màu đen, màu đen nó không ánh gì cả. Còn nhám 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 này, còn những cái này là những cái ti li ti nhá. Đó, nó sẽ không bám vân tay một tí nào. Màu đen này sẽ không bám vân tay một tí nào nhá anh em nhé Màn cong. Màn cong lưng cong nhá anh em nhé, màn vát cong. Rồi, màn vát cong, lưng vát cong. Đó Nó bo viền rất là mỏng. Ok chưa? Sạc, tai C. Si. 2 SIM nha anh em nhé Camera đỉnh, pin châu 2 SIM, màn đẹp Màn hình có đây là màn hình Tần Square, màn hình 120Hz nha anh em nhé Realme 10 Pro Cộng nhé Đó, à, Pro cộng hay Pro Blur đấy Nếu anh em ở uh, uh, Chưa biết thì Pro Cộng hay Pro Blur nhé anh em nhé Đây em có giới thiệu cho anh em rồi đấy Pin 5000, màn 6.7 inch Màn AMOLED 1 tỷ màu Ok chưa, hỗ trợ HDR10 Màn tần hình màn hình Tần Square 120Hz 800 nits camera sau con này 108 8 chấm 2 chấm này cam trước 16 chấm này Android 13 này RAM 8 bộ nhớ 128 ghi này đó ok chơi chạy con chip Dimensity là 1080 quá ngon này cho anh em luôn con này bán giá có 4 triệu rưỡi bán giá có 4 triệu rưỡi thôi anh em ạ à. 4 triệu rưỡi một tặng kèm hộp ốp sạc cáp con này là phiên bản bảo vệ môi trường thì nó không có phụ kiện gì cả thì bây giờ em có tặng kèm hộp ốp sạc cáp ở ngoài nhé anh em nhé đó hộp ốp sạc cáp ở ngoài nó giống hệt con 10s này nó cũng không có phụ kiện gì cả đó nó giống như con Lyubi GT Neo 5 này nhưng cũng con GT Neo 5 này thì em không nhập được phụ kiện để tặng kèm cho anh em. Còn những con này thì thì em bán với mức giá không có phụ kiện, còn những con này em nhập được thêm phụ kiện thì em sẽ sẽ bán với mức giá có kèm phụ kiện dành cho anh em. Đây, phụ kiện này của nó thì cũng trong này có hộp ốp sạc cáp cho anh em. Hộp ốp xả cáp nhá, hộp ốp lưng sạc cáp. Đây, ví dụ đây, con này hộp của nó đây. Đấy. Lưu 10 Pro cộng này 5828 này phiên bản bảo vệ môi trường này email này để sản xuất là 21 tháng 7 2023 này thì bây giờ nó chỉ là tháng 9 thôi anh em ạ bây giờ nó chỉ là tháng 9 thôi đó máy toàn máy mới sản xuất thôi anh em ạ đó ok chưa phiên bản bảo vệ môi trường nó chỉ có cái hộp giấy này không có cái gì cả đấy, anh em thấy không nó chỉ có hộp giấy này như cái bìa gắt tông thôi đó nó để bảo vệ môi trường đấy anh em bây giờ đa số đều bảo vệ môi trường hết những con máy sản xuất mới ra bây giờ đa số đều không có sạc cáp các thứ gì cả anh em ạ tại vì là nhà nào cũng bao nhiêu sạc rồi nhà nào cũng bao nhiêu sạc rồi còn nếu anh em nào thường là bán máy thì tất nhiên là người ta sẽ phải tặng kèm sạc cáp cho anh em rồi à, ok chưa còn nếu mà anh em nhá nếu mà anh em nhà nào mà có sạc cáp rồi đây là sạc cáp tặng kèm cho anh em anh em nào nhà sạc cáp rồi có hộp ốp lưng rồi hoặc em chỉ lấy máy trần thôi anh em bảo là uh, mình chỉ lấy máy không thôi mình chỉ lấy máy không thôi thì bên em sẽ hỗ trợ trừ tiền cho anh em nhé phụ kiện thì tặng kèm cho anh em để bán theo cái giá thì tặng kèm cho anh em nhưng mà khi anh em không lấy thì sẽ hỗ trợ trừ cho anh em một phần cho anh em nhé đó chứ không phải là trừ 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 trừ, trừ nhiều đâu tại vì phụ kiện này là phụ kiện tặng kèm phụ kiện ví dụ em nhập bao tiền thì em sẽ trừ hỗ trợ trừ đi cho anh em ok chưa chứ không phải em trừ theo giá nhập chứ không phải là anh em anh em trừ theo giá anh em đi mua ở ngoài thì nói chuyện làm gì đúng không, anh em đó đây là con Sony X1 nhá Sony X1 con này mày mới 100% Đó Cũng không có sạc cáp gì cả Bản nhật nha, anh em nhé Mày mới 100% Nguyên siêu màn Nguyên siêu lưng Anh em về bắp nhé Con này thì còn chưa đăng nhập mã code nha, anh em nhé Có nghĩa là Bản chuẩn sách tay nhật Chưa đăng nhập gì cả Chưa ăn để anh em dùng được sim Việt Nam Anh em về anh em tự ăn là nhập mã code đó, nhập mã code ăn lắp nhá. Bên em có săn mã code cho anh em thì anh em tự nhập hoặc là anh em thích thì em sẽ nhập sẵn cho anh em. Anh em thích thì em sẽ nhập sẵn cho anh em nhé Sony Xperia 1 nha, anh em nhé Sony, Sony Xperia 1 ok chưa? Đó, shop bank. Thì con này em đang bán là 3 triệu 880 nghìn Con này được cái là màn 4K nha em nhé Màn 4K Đó, cái này thì thực sự ra những con này rất là kén khách Đó, phải nói thật với anh em là những con này rất là kén khách Tại vì sao? Tại vì máy máy cũ của nó thì chỉ có hơn 2 triệu thôi 2 triệu 7, 2 triệu 8 Trước em bán 2 triệu 7, bao nhiêu đó Thì con này là 3 triệu 880 Có nghĩa là chênh nhau hơn 1 triệu Chênh nhau hơn 1 triệu một xíu nhưng mà anh em được sử dụng một con máy mới nha anh em nhé thì phải những người rất là chất đó, những người rất là chất Tại vì con máy hơn 2 triệu, mấy con máy hơn 3 triệu nó chênh nhau tầm độ 30% cơ. Đó, chứ không phải là ví dụ con máy 10 triệu với cả 11 triệu nó chỉ chênh nhau có 10% thôi, đúng không anh nhá. Con máy hơn 2 triệu và hơn 3 triệu là nó chênh nhau hơn 30% cơ. Đó, thì con này nó phải là kén khách tại vì là Sony thứ nhất là Sony cũng ít người dùng hơn. Phải những người nào chơi Sony thì mới biết dùng Sony thôi. Đó, con này màn 4K nhá, nếu anh em xem phim thì thực sự ra tất cả các lô máy ở đây đều không thể đấu được với nó đó tại vì con này màn 4k nhá nét như Sony mà anh em nét như Sony camera chụp ảnh thì 12 12 12 có cả những cái cam chụp như máy ảnh luôn cho anh em màu này là màu xanh tím nhá xanh ảnh tím nha anh em nhá em chỉ có duy nhất một mà màu này thôi 3 triệu 880 nghìn nha anh em nhá 3 triệu 880 nghìn Ok Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là con Oppo Reno 8 Oppo Reno 8 thì em đang bán là 6 triệu 1, 1 nhá còn một con thanh lý cho anh em là 6 triệu mốt nhé Oppo Reno 8 nha anh em nhé Reno 8 5G rồi, Oppo Reno 8 5G Thì con này hàng chính hãng nó bán khoảng tầm độ 12, 13 triệu gì đấy à, 11 triệu gì đấy Em đang bán cho anh em con này là ra 12 Ra 12 gb bộ nhớ con này là 256 gb Ra 12 bộ nhớ 256 gb viền vuông Thì em bán cho anh em con này 6 triệu mốt nhé 6 triệu mốt Đó, 6 triệu 1 màu đen nhé 6 triệu mốt <laughs> <laughs> Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em là Oppo K9X Oppo K9X này thì em vừa mới về thêm Oppo K9X này Đó, Oppo K9X này thì vừa mới về thêm cho anh em Con này thì là màu, nó cũng màu xanh, anh tím cho anh em nhé Nó pha pha màu Con này thì cấu hình của nó rất ổn Cấu hình của nó rất ổn anh em ạ Con Oppo K9X này Cấu hình của nó thì làm 8, 128 gb nha anh em nhé Đó, thì con này em đang bán mức giá có 3 triệu 550 thôi 3 triệu 550 thôi, rất ổn dành cho anh em luôn có tặng kèm hộp ốp xả cáp nhé Phiên bản của nó cũng là phiên bản bảo vệ môi trường không phụ kiện thì em sẽ có tặng kèm hộp ốp xả cáp. 3.550 nhá anh em nhé Con này thì có RAM 8 này. Bộ nhớ này 128 GB và chạy chip Dimensity 810 Octan nhá, Oppo K9X 5G nhé Tất nhiên là hai sim anh em nhé Màn hình con này là màn hình 90Hz anh em nhé Màn hình độ sáng này. Màn hình độ sáng hiển thị này. con này là màn hình 90Hz nhá. Ờ màn hình 90Hz con này có dàn sắt cả màn hình rồi. Đó, dàn sắt màn hình rồi có vân tay và rất nhiều khuôn mặt đầy đủ hết nhá trong này có hộp ốp lưng xà cáp các thứ nhá anh em nhá đây k 9 x cũng phiên bản bảo vệ môi trường đây đét sản xuất vào này 11 tháng 8 đây anh em nhìn cái chữ đét sản xuất này đó, anh em nhìn cái chữ đế sản xuất 11 tháng 8 2023 này Toàn những con sản xuất mới thôi anh em ạ Phiên bản bảo vệ môi trường nhé Đó, Còn cái này là nhập tặng thèm cho anh em hộp ốp lưng xà cáp trong này nhé Đó. Oh, 3 triệu 550 nghìn thôi anh em ơi 3 triệu 550 nghìn Đó, Oppo K9X còn anh em thích màn hình tần số cao hơn thì anh em mua Oppo K1X nhá cũng tặng kèm hộp ốp lưng sạc cáp cho anh em nhá Oppo K1X thì em đang bán mức giá con này là 3 triệu 990 nghìn nhá 3 triệu 990 nghìn Oppo K1X 5G 58 128GB chạy chip là 695 Octa nha anh em nhá 695 5G đấy anh em màn hình con này là màn hình 120Hz nhá màn hình 120Hz đó màn hình độ sáng 120Hz đây màn hình độ sáng 120Hz cho anh em nhé Ok Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là Oppo Reno 9 Oppo Reno 9 thì con này thực sự ra là cũng rất là đẹp Đấy, Màu đỏ thì nó có cả có cả con thỏ đây này Đấy, Màu đỏ nó có cả con thỏ này Nổi trội nhá Còn những màu khác không có nhá Màu đỏ thì em bán rẻ nhất Màu đỏ em đang bán là 6 ,1 triệu mốt Đó, Phiên bản bộ nhớ con này là 58 bộ nhớ 256 gb nhá Là 6 ,1 triệu mốt nhá anh em nhá Còn phiên bản cao hơn là 512 bộ nhớ 256 gb Thì giá sẽ cao hơn nhá 6 triệu, 6 ,8 triệu 8 nhá anh em nhá Đó, 6 triệu 8 con màu đỏ này em đang bán 6 ,1 triệu mốt là mà cam sau 64.2. cam trước 32.58. Bộ nhớ này 256 g màn 67 inch AMOLED 1 tỷ màu pin là 4500, chạy con chip sáp gần nhá. 778G. Ok chưa? Leno 95G. Dòng Leno của Oppo thì là dòng cao cấp rồi, đấy, anh em thấy không? Màn của nó rất đẹp nhá, viền cũng rất là mỏng nhanh em nhá. Đó, ok, vát cong nhỏ mỏng gọn nhẹ nhanh em nhá. Lưng thì cũng không bám vân tay đâu anh em ạ. Lưng này không bám vân tay đâu. Em có cả màu đen nữa nhá có cả màu đen cho anh em nhé có cả màu đen màu đen này thì có cả bộ nhớ lam 12 bộ nhớ 256 nhá bộ nhớ lam 12 bộ nhớ 256 thì con này em đang bán là 6 triệu 8 nhá còn có cả màu vàng nhá màu vàng thì con này là bộ nhớ 8 256 đó, 8 256 thì có đỏ vàng đó, có hai loại vàng nhá vàng thì con này là 6 triệu 4 vàng con này 6 triệu 4 đỏ là 6 triệu 1 màu Và vàng này vàng nhạc còn một cái vàng đậm ở trên kia đó một cái vàng đậm hơn vàng gốm đậm hơn thì anh em mua thì cứ nhắn tin cho em em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em đó nhắn tin vào zalo hoặc nhắn tin fanpage phương nam mobile nhé 0368 và 0816 vào năm zalo đấy hoặc là anh em nhắn tin fanpage phương nam mobile địa chỉ ở thôn năm vân phúc thọ hà nội anh em gần thì đến trực tiếp trực tiếp xem máy thoải mái nhé anh em nhé đó, anh em gần thì đến trực tiếp xem máy thoải mái tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là k 40 gaming k 40 gaming ram 12 bộ nhớ 256 g thì em đang bán mức giá con này là 5 triệu 250 thôi nhá anh em nhá 5 triệu 250 phiên bản là 512 12 bộ nhớ 256 gb nhá giới thiệu này K40 Gaming này tất cả thông số này RAM 12 ghi này bộ nhớ 256 gb này đó anh em thấy không bộ nhớ 256 gb nhá đó thì em đang bán là 5 triệu 250 còn phiên bản thấp hơn sẽ rẻ hơn nhá màn hình con này cũng màn hình là 120 hz nhá anh em nhá đó, màn hình 120 hz Ok nó có hỗ trợ những cái nút để anh em chơi game này hỗ trợ những cái nút bấm để anh em chơi game nhá con này thì màu này là màu gì em cũng chả rõ màu này màu gì nhá anh em nhé đó, anh em mua màu nào thì em sẽ chụp ảnh cho anh em thôi. Đó, con này là 12 bộ nhớ 256 ghi em đang bán là 5 triệu 250. Còn phiên bản RAM 8 256 ghi là 4 850 nhá. Phiên bản RAM 8 256 gb thì 4 850. Con này thì rẻ hơn 400 000 nhá. Phiên bản 8 256 rẻ hơn 400 000 là 4 triệu 850. Phiên bản RAM 12 128 thì là 5 triệu 050 nhá anh em nhá. Mỗi loại chênh nhau 200 000 thôi. Đó, tùy với anh em anh em thích loại nào thì thì liên hệ em Nam nhá. K40 Gaming có những cái nút nó hỗ trợ anh em chơi game này Xiaomi Redmi 9A anh em ơi Xiaomi Redmi 9A Màn rộng pin trâu 2 sim 1 triệu 850 Đó phiên bản 5.4 Bộ nhớ con này là 64GB nhá anh em nhá Phiên bản 54 4 1 64 1 triệu 850.000 Xiaomi Redmi 9A Đấy Ok chưa Màn rộng pin trâu Pin con này pin 5.000 nhá 2 sim 2 sim Có tặng kèm củ sạc dây sạc nhá Đây anh em nhìn này Máy sản xuất của nó sẽ không có ốp lưng nhá Đây đây là của nó không có ốp lưng gì cả đâu nhưng mà em nam sẽ có tặng kèm ốp lưng ở ngoài cho anh em nhé em nhập được ốp lưng thì em sẽ tặng kèm ốp lưng ở ngoài cho anh em nhé Xiaomi Redmi 9A 1 triệu 850 000 thôi đó, 1 triệu 850 000 dành cho anh em nhé 2 sim một chim thường mà... à 2 sim vật lý nhé 2 sim vật lý quen 1 đây là con Xiaomi Redmi Note 11R Xiaomi Redmi Note 11R thì em đang bán mức giá là 2 triệu 990 pin 5 nghìn này có 5G này đó, phiên bản 5.4 bộ nhớ 128 ghi nhé phiên bản 5.4 bộ nhớ 128 ghi. À, bộ nhớ con này được 128 ghi. À, Đó, Xiaomi Redmi Note 11R nha anh em nhé Đấy, máy đây, thiết kế cũng rất là hay. À, thiết kế rất là hay. Con này thì có kèm cả củ sạc dây sạc, ốp lưng, uh, à, que chọc sim. Ok chưa? Xiaomi Redmi Note 11R nhá. 2 triệu 990 000 nhá, 2 triệu 990 000 Ok. Còn có cả Xiaomi Redmi Note 9 nhá xe Redmi Note 9 nhá mời anh em nhá xe Redmi Note 9 thì cũng có cả 5G nhá anh em nhá Redmi Note 9 thì có 5G có phiên bản màu phiên bản 58 428 và phiên bản 628 nhá 628 khi em đang bán mức giá là 2 triệu 650 828 khi em đang bán mức giá là 2 triệu 8 nhá anh em nhá trình nhau có 150 thôi trình nhau có 150 thôi đấy là phải nói thật với anh em mà trình nhau có 150 phiên bản 56 155 tận 56 và 58 tại vì bọn này là bọn đời thấp đó Ok chưa? Cũng có hộp ốp lưng Đó. Củ sạc dây sạc Kèm cho anh em Đó. Xiaomi Redmi Note 9 5G nha anh em nhé Có 5G đầy đủ hết Pin trâu, pin ngoài pin cũng 5.000 anh em nhé Xiaomi Redmi Note 9 Đấy, Ok Giới thiệu điện thoại Đó con này thì chạy full tiếng Việt thứ nhá. Đó Xiaomi Redmi Note 9T này. Đó, Note 9 ấy. Đó, con này chạy bản đấy nó ghi là là, là 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 ấy thôi anh em ạ có vân tay vân tay mép nhá nhận diện khuôn mặt cái thứ đầy đủ hết nhá anh em nhá đó thì con này ấy, nếu mà anh em để ở ngoài này thì là nó vẫn là chưa có vài chữ tiếng anh đâu còn anh em vào trong thì toàn tiếng việt hết anh em vào trong thì toàn tiếng việt hết đây, anh em vào trong toàn tiếng việt hết nhá anh em nhá đó ok chưa tất cả máy bên em bán ra bảo hành cho anh em 3 tháng nhá tất cả máy bên em bán ra bảo hành cho anh em 3 tháng nhá anh em nhá <laughs> anh em nào muốn mua hàng hay quan tâm đến những sản phẩm nào có thể liên hệ với em qua fanpage phương nam mobile hoặc zalo hay số điện thoại 0368604200816425 nhé địa chỉ hàng thôn năm vân Phú, hà nội nhá ở gần anh em đến trực tiếp nhé xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em nhé